Tứ trọng ân, ân nào quan trọng nhất? Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Trưởng lão Thích Thông Lạc. À, bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì thì nữa không? Con hỏi thầy, con không hỏi những đề tu. Thầy chúng con thì mới tập tu, không biết những đề là tứ trọng ân đó thầy. Bốn cái ân, ân tam bảo, ân đất nước, ân thầy tổ và ân cha mẹ. Là cái ân nào quan trọng nhất thầy cho con biết. Nói chung bốn cái ân này gọi là tứ trọng ân, là bốn cái ân trọng rất trọng. Thì cái ân sinh thành cha mẹ là cái ân quan trọng nhất, bởi vì không có cha mẹ sinh thành thì mình không có. Cho nên ân thầy tổ vẫn phải sau cái ân của cha mẹ. Vì người sinh thành mình mới có mình, mà có mình bây giờ mới có thầy tổ dạy, mà không có cha mẹ sinh mình thì thầy tổ dạy ai đây? Con hiểu không? Cho nên bây giờ không có cha mẹ sinh thành mình thì cái ơn đất nước này con có không mà gọi là ơn đất nước. Cho nên cha mẹ là trước tiên hết. Con trước tiên cái ơn đó là ơn trọng, trọng ơn nhất là ơn của cha mẹ. Đó. Mà còn những cái ơn khác đều là lần lượt nó sắp xếp theo thứ tự của nó mà chúng ta thọ bốn cái trọng ơn này. Bốn cái trọng ơn. Nếu không có đất nước độc lập, nếu không có một cái đất nước yên ổn, phỏng chúng ta ở yên được không? Thế nên chúng ta phải nhớ cái ơn, nhớ cái ơn của tổ tiên, của đất nước của chúng ta. Nếu mà không có tổ tiên của chúng ta dùng vậy để đuổi giặc ra khỏi đất nước thì đất nước chúng ta bị nô lệ, và bây giờ mình trở thành những người nô lệ cho đất nước khác. Họ muốn sai chúng ta làm gì họ lâu đầu chúng ta ra, họ muốn giết chúng ta lúc nào họ cũng làm được hết. Vì họ đâu có thương mình, chỉ có người giết mình mới thương người giết mình. Đó, cho nên vì vậy cái ơn đất nước rất cũng nặng lắm. Mà cái ơn đất nước không có nghĩa là mình nhớ cái ơn của những người đang sống đây, mà tổ tiên chúng ta từ xưa đến giờ, Trưng Vương Triệu Ẩu là những tổ tiên của chúng ta, người đã gây dựng được đất nước này, đã đem lại được cái nền độc lập từ xa xưa kia, chứ không phải mới đây. Và gần đây là những người phải trải xương máu để đuổi giặc ra khỏi đất nước, để đem lại sự độc lập cho đất nước chúng ta. Thì cái ân đó làm sao chúng ta quên, mấy con? Trong đó có cô bác, có anh chị em chúng ta cũng chết ở trên mảnh đất này chứ đâu phải không? Đó là cái ân đất nước. Nói ân đất nước tức là nhớ ơn của những người đã vì quê hương này mà để đem lại cái sự độc lập cho dân tộc của chúng ta. Đó là chúng ta nhớ ơn đất nước. Thầy muốn nói như vậy để thấy một câu hỏi về tứ trọng ân rất nặng, nhưng mà cái nặng nhất là ơn cha mẹ. Làm người đừng quên nhớ ơn của cha mẹ. Nghĩa là khi cha mẹ cực khổ nuôi mình lớn khôn, mà hở một chút mình nuôi là cha mẹ con chút thì này nọ kia rằng ri đủ thứ, thì không nên làm được đâu. Không nên đấy. Mấy con nhớ kỹ những điều mà thầy nói, không nên làm được. Hôm nay mấy con hỏi thầy gì thêm nữa không? Dạ vâng ạ. Con có thầy con thì dạy với ơn cha mẹ là ơn nhỏ nhất của thầy. Ơn nó là ích kỷ, nó nhỏ bọn. Thì thử ra tụi con cũng rất là đau khổ. Tụi con cũng thấy là ơn cha mẹ rất là lớn, nhưng mà thầy con cho đó là nhỏ bé. Nên nếu tụi con cũng dưỡng cha mẹ tuổi già mà đầy đủ quá thì coi như là ích kỷ, chúng sanh như vậy, là có lỗi như vậy, là thầy con dạy như vậy. Không đúng rồi. Một mặt là con phải phụng dưỡng cha mẹ, đó là cái ơn mà của mọi người đền đáp công ơn, là phải phụng dưỡng cha mẹ, không được nặng lời khi cha mẹ già yếu. Cái thứ hai, mấy con đem chánh pháp dạy cho cha mẹ tu tập là cái là mấy con báo hiếu thứ nhất đó. Mình nuôi dưỡng cha mẹ mà để cha mẹ mình trong ác pháp là cha mẹ mình còn đau khổ nữa không? Mà nuôi dưỡng cha mẹ mà đem đạo đức, đem đạo Phật dạy cho cha mẹ mình để giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tức là mấy con đã đại hiếu đó. Đền đáp công ơn đó mới là xứng đáng với công ơn của cha mẹ sanh mình nuôi, chứ đâu phải mà ơn của cha mẹ là nhỏ đâu, lớn lắm. Mấy con có thầy, có con ra đời ở trên này là cái ơn của cha mẹ là rất lớn, không có cha mẹ là không có mình đó. Nên mình phải biết ơn đó. Con hỏi thầy không?